Yo, hello, what's up chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đông người nha. Chào anh em, mình là Chimmy từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước là video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em xem like và một subscriber cũng channel phát triển như anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta nhớ đi xem quà vui chơi sự kiện mới game hiện tại được chiến anh em, xem là chúng ta có gì hot không. Bên đây nghèo phát hành phát quà chứ nhỉ. Quay video sớm anh em này chẳng biết phát quà chưa. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi lượm code quà anh em, sau đó vui chơi sự kiện. Hàng này hiện tại có quà VIP code tuần. Từ từ check qua bên này sự kiện anh em, bữa đổi xong chương trình thu hoán đổi. Ồ, chưa đổi à. Ok, nổ nữa. Rồi ok các bạn. Nước mắt Manchari. Một đường lính trì 10 sao. Bên hồn hải tạc. Ô, ấy à, cái tiệc này nó còn nhiều cái để quậy lắm các bạn, cứ từ từ thong thả mà chơi thôi. Rồi, xem nào, xuống quay bữa làm chưa? Có làm ít à? Cũng có làm qua rồi anh em. Rồi rồi, ok. Được rồi. Chúng ta nhập code quà đây anh em, sau đó hôm nay sẽ quay pool con nạc lại anh em nhé. Đầu tiên nhập code anh em, code E thì hiện tại thì sáng check rồi, nói chung code thì hiện tại code mới chưa có anh em, vẫn là mấy code này thôi. Đó, bạn nào chưa nhập thì chính thủ nhập, đó, tôi thì hôm nay chúng nhập code rồi hốt quà quay sự kiện là chính thôi các bạn. Đó, tiện cũng anh em là chưa nhận thì cũng nhập chúng tôi. Đồ quà thì bên nhà phát hành đã phát chưa, nếu phát tôi cũng nhận lại video sau. Đón Tết cùng Mr. Kim. Nhập rồi. Ok các bạn, gì đây. Hư quà tặng tuần và co re tuần cùng một chỗ anh em. Được. Cũng được. Rồi. Ok, giờ thì chúng ta sẽ đi sửa cốc bia vàng đó anh em, sau đó quay các bạn coi nha. Ok các bạn, xong luôn. Lượm quà quà được 15 thùng bia ít form đồ sự kiện. Rồi, còn nữa thì còn chúng ta mới chơi anh em. Hoán đổi 100 thùng, 100 thùng bia ngon lành, rồi 100 xu 100 cốc bia vàng nữa anh em. Có nên quả xúc sắc không ta? Ok, 100 cốc bia vàng nữa các bạn. Rồi ok, 100 cốc bia vàng, hai form lính chì 10 sao. Ok các bạn, sương sương hiện tại trong túi ta có 142 cốc bia vàng, 220 xu vòng quay. Tôi đang nghĩ đến chuyện là có lên quẩy xu sắc không anh em. Chỗ mộ là tính tiếp anh em. Xem này con nàng này có tính nhân phẩm nào không đây. Funky, Nook Phi. Lại là Phanh Kỳ à, Usakaku. Ây da, game bữa này buồn đấy nhở. Sengoku Momonga Deken. Ui, Sengoku nữa anh em. Hai Sengoku ạ. Illusasi. Ây da, được ló nhở. 300S rồi các bạn. Hơn trăm thùng bia này nghe bén đấy chứ, đùa đâu. Sasagi này. Rồi à đây, Luffy. Ok, Kaku. Ây da. Hơn trăm thùng bia lại bay theo gió anh em. Ivan Cup. Lượm vội 30 cốc bia vàng thêm một Inuzashi anh em, nghe cũng được của nó đấy. Thám hiểm One Piece. Ok, thì mình mới thêm được một dương nữa thôi các bạn. Ok, 5 đá anh em.
Ây da, căng đấy nhờ. Dạ sao ta, 130 copy vàng à? Đấy luôn anh em, xử hết, nói chung tầm này quẩy hết các bạn. Ok tới nào, Sisa Cloud, Robin, Luffy. Luffy à? Sisa. Vẫn là Sisa. Tới nào, tới nào. Sisa Cloud tiếp anh em. Yanami à, căng nhờ. Funky. Cuối cùng Zoro. Ây da, ây da, ây da, ôi trời, ôi trời, vớt được đến một cháu luôn ạ, không được một cháu luôn ạ, căng thế. Hơi bị khét rồi đấy anh em. Zep Luffy 2K9 3927 3 rương sự kiện nữa các bạn. 5 rương 400 xu, 437 xu anh em. Cũng xương xương đấy. Ok, chữ tiền là quét bên này chưa anh em? Có vé dành tay là phải quét bên này chưa anh em? Chopper này. Rồi ok. Bao nhiêu vòng ra? 48 558 anh em, 5840. 5840 anh em, 5 vòng. Còn hơn 4k kim cương nữa các bạn. Cũng mua thêm được hơn 200 xu nữa bên em mua không ta? Tuần này có sốc kim cương mà. Ây da, tuần sau lại tương mới, thẻ khó tính thật sự anh em. À chính tôi vậy, còn chưa pull sự kiện, giờ không biết là có lên quẩy nữa hay không, hay là tích khủng bia nữa các bạn. Chưa kịp tích tài nguyên đã lại chuẩn bị qua tuần tương mới rồi. Khó tính thật sự. 35 thùng bia nữa anh em. Ok, được một vòng anh em, cũng được hơn thêm chục thùng bia nữa. Tạm ổn, tạm ghi nhận. Rồi, bảy mấy thùng bia? 77 thùng bia anh em. 77 thùng bia. Luffy Yamato nào. Cho xin cháu Yamato coi nào. Zack ạ, uầy, thẻ đập có hơn 100 thùng anh em. 200 thùng mà nhiều tướng NS gớm nhờ. Đợt này cũng hai giấy Inuzashi 3 cháu. Giờ 2 cháu nữa 5 cháu rồi anh em. Căng đấy, hết đấy. Uroge. Rồi, thám hiểm One Piece anh em. Đến đến mốc 40 luôn à, ngon. Thế thì ngon rồi anh em, được đến được mốc 40 anh em. 30. Ok, gần pool rồi. Ba tám, ba chín, 10, 6 sự lượt nữa anh em. À, còn thùng bia. Toàn thùng bia anh em, thế thì đập tiếp 20 thùng bia. Momonga kit. Uroge, Funky. Căng thế nhờ. Ok, nói chung cũng có quả quả trương xương thôi anh em, chứ cũng chưa đến đâu cả. Còn dư được 57 cốc bia vàng. Chết quá. Sự kiện càng ngày càng nghe đói quá các bạn.
Ok, mở nào. Ao chi. Mong rằng cho năm nay nhà phát hành sẽ có nhiều đột phá mới anh em, chứ bữa nay game nhà ảm đạm quá. Ôi, clip kết thúc đây, hẹn gặp anh em xem nhé. Giờ thì bye bye mọi người.